Hello, em Đức Vlog chào mọi người nha. Em có con CL50 997 màu xanh. Em lên lại cho mọi người nha. Bữa giờ em có màu đen với màu đỏ là nhiều, nay có màu xanh em quay cho mọi người xem ha. Con này giá dễ chơi. Full phụ kiện ha. Có ba ga, có kính đầy đủ. Yên zin nè. Yên zin. Còn form đẹp nha. Bình xăng nước sơn zin. Xe đi 10.000 cây hơn. Di động cao. Cùng ghế còn đẹp lắm nha. Bo tay ổn áp luôn. Có cặp kính theo xe. Kính này rất là đẹp. Thì chưa lau chùi nha mọi người, nó vậy. Xe nước sơn còn đẹp nha mọi người. Cái này nè, lúc quắn về á, xong rồi chạy á, cái kính nó nóng rồi nó chảy cái nhựa plastic này để dính vô, dính vô. Nó gỡ ra. Bốn cục xi nhan đẹp nè. Yeah, phù đẹp, chó đèn đẹp. Phuộc zin, đùm zin. Nước sơn zin, đại đá của nó đây. Tháng 4 năm 97. Máy zin ha. Ron cờ còn cao, đầu bò đẹp nha mọi người. Móc tán còn ổn nha, sáng. Đường số gai đẹp ha, gần thắng chứ. Sáng gai đẹp, lóc đẹp. Cái vàng này là chưa có đụng chạm gì hết ha. Để đụng sau đụng trước luôn. Về đẹp luôn nha. Về phía trong này còn đẹp. Ở ngoài phía sau cũng còn đẹp luôn. Quay chi tiết nha. Xe nhan 4 củ tuyệt vời. Có gắn thêm cái ba ga ha. Đuôi đèn. Mọi gì nè. Xe này anh em về đem về độ chế hay là đem về sưu tầm thì cũng được, ok lắm, giá ổn áp lắm, dễ chơi hơn mấy con kia. Mấy con kia thì ví dụ vỏ theo xe zin trong 100 hay là xe cọp thì giá nó hơi phê 100 kg. Xe này chưa tới đó đâu, còn xa lắm mới tới 100 kg. Được cái bình xăng còn đẹp nha, có nhầm 1-2 chỗ nhưng mà còn đẹp. Cái này nước sơn zin hết, yên zin, giá dễ chơi thì không, nó hợp lý lắm mọi người. Nổ máy sơ ha. Ô, không lên ga. Để lên ga chứ. Con xin lời 1997 giá dễ chơi, sơn xi zin 99%. Con này xe vừa chơi thôi cho nên mọi người không thể đòi hỏi hơn về cái mức giá này. Xe này được cái là nước sơn xi còn khá là đẹp ha. Máy êm ấm, giá tốt nữa, màu xanh nữa. Anh em nào họp mạng thủy thì hết chần chờ gì nữa. Xe này ổn áp lắm nha. Ôi nó chở đường nào nữa. Không có một tay nó hơi khó chạy nha. Ghi rông cao, gầm cao, dáng ngồi thoải mái nha mọi người. Em có để số điện thoại cho màn hình nha. Cộng 84946795678, một số. Cộng 855978685678, hai số. Rồi mọi người quan tâm có thể liên hệ cho em số điện thoại hoặc Zalo trực tiếp ha. Thông báo với giá ship toàn quốc, xe hiện đang ở Campuchia. Em hỗ trợ ship toàn quốc giấy tờ anh em tự lo ha.
Cảm ơn mọi người, hẹn mọi người ở video tiếp theo ha.